Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng liều lĩnh vào quán nhậu giả vờ mua đồ ăn rồi ra tay cướp giật một chiếc giỏ sách của khách. Đó là Lê Thành Anh Vĩ, 34 tuổi, trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo điều tra ban đầu, Vĩ không có nghề nghiệp, vì cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt. Để thực hiện hành vi, khoảng đầu tháng 6 năm 2024, Vĩ thuê một chiếc xe máy để làm phương tiện đi gây án. Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 13 tháng 8, Vĩ điều khiển xe máy đến trước một quán nhậu ở đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, Vĩ dừng xe trước cửa quán, nổ sẵn máy rồi đi vào gặp nhân viên của quán giả vờ hỏi mua đồ ăn. Sau đó, Vĩ quan sát thấy một người phụ nữ đang ngồi ăn với nhóm bạn, có để một chiếc giỏ sách trên ghế bên cạnh. Sau một lúc quan sát, thấy người phụ nữ sơ hở, Vĩ liền đi đến giật lấy chiếc giỏ sách rồi ra xe máy tẩu thoát. Kiểm tra trong giỏ sách, Vĩ phát hiện một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max. Đến ngày 16 tháng 8, Vĩ thấy trên mạng xã hội có đăng đoạn video ghi nhận hình ảnh Vĩ thực hiện hành vi cướp giật. Sợ bị công an phát hiện nên Vĩ đã mang theo chiếc điện thoại lẩn trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 25 tháng 8, Vĩ về lại thành phố Buôn Ma Thuột rồi mang chiếc điện thoại trên đi cầm cố được 6 triệu đồng. Ngày 28 tháng 8, Vĩ bị công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ. Dạ, sau khi em thực hiện hành vi cướp giật thì em thấy trên miếng bảy có đăng clip của em. Thì em sợ quá, em phải trốn vào thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tại cơ quan công an, Vĩ khai nhận còn thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản khác của người dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, lấy cắp nhiều tài sản có giá trị. Hiện vụ án đang được công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng Lê Thành Anh Vĩ theo quy định của pháp luật.